Xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay lại với kênh của em Liên. Hôm nay em Liên giới thiệu tới cô chú chị một nông sản mà rất thích hợp cho làm trang trại, chăn nuôi hoặc là kho bãi điện năng lượng mặt trời. Mình thì rất là gần mấy cục điện ba pha này, bên này cũng có ba pha này, bên này cũng có ba pha. Em Liên đang có mặt tại xã Vân Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại em Liên đang đứng trục đường chính đó, trục đường này mình đi thẳng ra là quốc lộ 5 luôn, khoảng là 5 đến 6 cây số và cách khu dân cư khoảng 5 cây. Đầu này cũng có một cái trang trại, thì cô chú chị cũng đã biết là gần đây có cái trục này là cái trục có cái khu sinh thái đồi cù, khu du lịch này cũng tương đối là nổi tiếng đó. Và đi vào đây thì mình đi được xã Hòa Hội, xã Hòa Hiệp, đi Bình Châu tới đây gặp ngã tư ha, là mình nói chung là bên này thì đi Hòa Hội đi thẳng luôn là Hòa Hiệp, rẽ bên này đi Bình Châu thì từ trục chính này mà qua rồi vô lô đất của mình thì khoảng là 100m thôi, 100m là tới vị trí đất mình luôn. Mặt tiền đường hiện hữu nhánh này thì rộng khoảng là 8m, nói chung là xe công xe tải đi thoải mái vô tư. Đường này thì chuẩn bị đang đổ nhựa rồi này, vô đất mình chỉ có 100m thôi, đã có trồng sẵn những cái trụ điện cũng khá là gần ba pha đó. Rồi bây giờ em đi sẽ vô trong quay thực tế lô đất cho cô chú chị mình cùng xem nhé. Đây cái nông sản của mình thì có là 70m mặt tiền đường này, đường đá này ha. Đường này đường hiện hữu nha cô chú chị mình. Ranh thì từ cái cột mốc kia, còn chỗ chạm cái vườn tràm này luôn. Sâu vào là 171m chiều sâu. Bên này dài qua bên tới cục điện bên này là 70m. Đấy, cục điện đang đeo đèn xa kìa, sau cục này nha. 70m thì hậu của mình là nở hậu là 71m nha. Hiện tại đất mình thì có 3 sổ 3 thửa. Đây, thì 3 thửa khác nhau, 3 sổ. Một tính ra là gần 1 mẫu 2 nha cô chú chị mình. Chính xác của mình thì là 1 mẫu 1 7 có 700 mét, gần 700 mét vuông nữa. Là 1 mẫu 1 phải có 700 mét vuông. Mẫu 2 đó thì mình đất mình thì cái hướng trước mặt này ra xíu, đây là cái trục chính của đồi cù Bưng Riền rồi đó, rẽ phải trong này thì mình đi được Hòa Hiệp này, Hòa Hiệp, Bình Châu, Hòa Hội, nói chung là đường thông ra các xã đó. Và mình rẽ trái thì mình đi trục chính ra quốc lộ 5 luôn, từ đây mà ra quốc lộ 5 thì khoảng là 6 cây số đó. Xung quanh cái bất động sản mình thì có những trang trại gia súc gia cầm, điện năng lượng mặt trời. Nói chung là trong đây thì đa số là đất rẫy không à, đất lớn không à. Thì cái bất động sản của mình đây chủ gửi bán, em bán thì là lúc thời điểm mà đất mà còn được á, thời điểm mà còn sôi động á, thì giá bất động sản này có tầm 850 triệu một sào, gia chủ mình kêu bán á. Thì bây giờ nói chung thời điểm khó khăn thì gia chủ mình cũng là kẹt tiền nên là cần bán giá hữu nghị lại cho cô chú chị mình là 650 triệu một sào đó, thì khoảng là 7 tỷ 8 hết cái bất động sản này luôn. Nói chung là cái chỗ trong này thì khu dân cư dường như là không có rồi, điện đại thì đã tới nơi, điện ba pha ha, điện ba pha và điện 220V có hết đầy đủ. Từ đây mà ra cái điện ba pha 100m này, tới kia 100m. Cô chú anh chị mình có thể mua nông sản về đầu tư để lâu dài hoặc là làm xưởng kho bãi trang trại hay gì đó thì đã có sẵn ba pha rồi, cô chú anh chị mình câu vô khoảng 100m là được rồi, nguồn điện thì đã có sẵn. Chị có thể thấy này, tủ điện thì gia chủ mình đã trồng sẵn luôn, tại vì lúc trước gia chủ mình tính là làm trang trại đó, nhưng mà không có tiền để mà làm cái này nữa nên là phải chuyển nhượng lại thôi. Một xin lỗi
chỗ này mà ra biển hồ cốc thì chắc là hồi lắm cây chưa tới đâu, hồi lắm cây chưa tới. Nên mình đi thẳng cái đường này thì đâm thẳng xuống luôn là xuống được cái hồ cốc luôn á. Đất của mình thì hiện tại đang là đất này cũng khá là tốt. Phía bên này nè, phía giáp cái vườn tràm nè, đi thẳng luôn. Nói chung là đất mình đang là đất trống đó, sâu vô tới là 171 mét giáp tới cái vườn cao su kia ha. Đó, bãi qua này và phóng qua này đó thì cô chú chị mình có thể thấy ngay trụ điện đó, đó có rành đó, có rào hết rồi. Còn góc thì rõ ràng thì có cái rành cỏ mấy cây này đó, nằm phía dọc theo đó. Tính ra mà một mẫu hai mà có 7 tỷ mấy mà cũng tương đối là gần biển thì đã có điện ba pha tới gần đất rồi, giá cũng hợp lý đó cô chú chị mình, 650 triệu một sào. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. Em Điền sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế cái bất động sản này. Em Điền xin chào và hẹn gặp lại clip sau nha.